Vâng, sao Vũ chào cô chú với anh chị. Hôm nay mình xin tư vấn cái dụng cụ quay chậu bên mình. Hôm nay là thứ bảy ngày 11 tháng 7. Thì hôm qua con số anh chị mình nhận được cái lời góp ý là dụng cụ quay chậu của mình thì giống của một anh bạn ảnh đưa, nhưng mà ảnh giao là giao hàng khác. Thì cái này bên mình là đây là cái cần của quay mẫu tái bần cắt chân và mẫu bonsai. Thì anh chị mình thấy thì đây là cái cần ha, dài ngắn gì cũng 100.000, thì làm y như gì. Thì mình cũng thấy cái video mà ông bạn ông gửi qua là người ta đăng lên bán thì y như đồ của mình luôn. Đây anh chị thấy không, đây là cái cần. Thì nhưng mà vấn đề là người ta quay video mẫu, nhưng mà vấn đề giao á, khi mà ta giao thì không biết là có đúng đồ như gì không, thì anh chị mình lưu ý ha. Thì bên em thì cái mẫu bonsai như thế này đây, thì mỗi cái lưỡi là tính riêng và cái cần tính riêng. Thường thường anh chị mình mua một cái cần có thể mua nhiều cái lưỡi đó. Ví dụ như giờ mẫu bonsai là 30 đi, anh chị mình nhìn ha, thì y như vậy là bên em giao đó. Anh chị có thể chụp màn hình lại, mà đồ của em nhiều lắm cho nên là nó chỉ có một thứ đây. Đây này là 60, đây là bonsai 60 nha anh chị mình. Thì bên em cũng có video quay ra cái chậu bonsai luôn, thì anh chị bấm số điện thoại khoảng cách để chỉ chậu, bấm nút tìm kiếm. Đây là bonsai 50 ha, thì cái video chậu bonsai 50 cũng có quay trên đó luôn đó. Em lấy cái 30 này cho nó nhẹ. Thì đây là mẫu tái bần cắt chân 25. Thì mẫu tái bần cắt chân là bên em nhỏ nhất là 1,5 tấc, 2 tấc, 2 tấc là 20 cm á, 2,5 tấc, 3 tấc, 3,5 tấc, 4 tấc trở lên. Còn bonsai thì từ 30 tới lên. Thì anh chị mình lưu ý cái cần với cái lưỡi dao bên em thì em thấy có chỗ nó bán giống hệt luôn, nhưng mà tức là nó quay video quay ra cái chậu quá. Còn vấn đề mà nó giao như vậy như thế này không thì mình cũng không biết, thì cái đó tùy anh chị mình ha. Tin tưởng chỗ nào thì mua chỗ nấy, tin tưởng bên em thì mua bên em, và tin tưởng bên kia thì mua bên kia, miễn sao người ta giao đúng đồ và quay được thôi. Và chậu láng thôi. Đây để mình cảnh báo một số anh chị mình mua dụng cụ quay chậu, chà để ý. Thì em xin nhắc lại trước mặt anh chị là mẫu quay chậu bonsai ha. Thì hình ra cái chậu thì bên em có cái hình luôn rồi, mỗi một cái nó có tỷ lệ khác nhau. Ví dụ như bonsai 30 thì nó sẽ có cái hình hình chậu y như vậy, và càng lớn thì nó có tỷ lệ tương ứng nhanh vậy mình. Đây tương ứng thì độ sâu độ lớn, chứ còn khác tỷ lệ thì nó sẽ ra mẫu khác, cho nên là em không có báo độ sâu là như thế. Anh chị mình cứ biết lọt lòng của cái chậu. Đối với mẫu mai vàng thì bên em vẫn đang khuyến mãi là mai vàng 20 là 100.000 bao ship. Mẫu mai vàng 20 là 100.000 bao ship, thì anh chị mình khỏi cần phải nắm độ sâu. Anh chị mình chỉ biết lọt lòng của cái chậu là 20 cm. Thì đối với mẫu này là không cần anh chị mình phải mua cái cần ha. Mình có cái ống bên em bán 10.000, còn anh chị mình mua những cái dụng cụ khác ngoài mẫu 20 thì em sẽ tặng cho anh chị mình cái ống 27. Cái ống trị giá 10.000. Thì cái lưỡi dao quay chậu thì gồm một cái ống với một cái cần là như thế này là đủ đó. Thì gần đây em phát hiện ra chỗ mà nó có thể mình đoán thôi, là người ta lấy dụng cụ, mua cái dụng cụ bên em rồi người ta quay ra cái video, rồi cái đó là người ta giao người ta bán. Nhưng mà mình lưu ý nha, chưa chắc gì cái đồ người ta giao giống như thế này. Nếu mà giống thì ok rồi, là trường hợp đó thì anh chị mình có thể mua một cái như thế này rồi về lấy cái mẫu này và làm mẫu mai vàng 20. Còn mẫu 30 thì như thế này đây. Anh chị mình
Con số người nói à mẫu 40 thì tôi có thể là ra tiệm làm được. Tất nhiên rồi, nhưng mà nó rất là cực anh chị mình, thấy không? Anh chị mình phải tiện cái ống như thế này đây, rồi là tiện nhiều khúc ống như thế này và hàn lại rồi mua thiết để cắt ra cái lưỡi cát rồi giũa nữa. Vấn đề là giũa, quan trọng ở chỗ giũa nữa kìa. Đó. Mẫu mã thì bên em sẽ bán và anh chị có quyền anh chị lấy cái mẫu này anh chị ra ngoài anh chị làm, chuyện đó cũng không ai cấm cản ha, mà anh này nó làm thôi. Nhưng vấn đề là ở chất lượng, đây là mẫu 40, đồ bên em xài rất là bền nha anh chị mình. Đây đây là toàn bộ mẫu 40, là mẫu mai vàng. Em có quay cái video mẫu mai vàng 40 cho anh chị mình xem. Thì mẫu 40 bên em là lọt lòng 40, mỗi cái nó có tỷ lệ khác nhau. Cho nên là anh chị mình biết mẫu mai vàng lọt lòng 40 là được. Ví dụ như anh chị mình mua cái đôn bộ quay ra chậu 50, thì còn muốn đôn của mẫu mai vàng thì nó có, đây là quay đôn. Thì mẫu 45 hoặc là 56 em cũng có quay chậu mai vàng cái đôn tên đó cho anh chị mình xem. Và trường hợp khách hàng khó, khách hàng chụp cái tấm hình của cái mẫu chậu của ai đó, à Vũ ơi bây giờ làm cho anh hay là làm cho chú cái chậu y như vậy, độ cao bao nhiêu, độ lớn bao nhiêu, và cái khía, tức là cái khía cái chậu á là lồi hay là lõm, là anh chị mình cho kích thước là bên em làm cho anh chị mình. Thì bên em nhận làm theo yêu cầu của khách hàng, thì thứ nhất là phải nhận tiền cọc, tại vì cái đó là mẫu khác bên em. Thì cái đó trường hợp mà khách không có, tức là khách bơm hàng á, tức là đặt mà không lấy, thì em phải ràng buộc ở tiền cọc. Còn trường hợp như khách hàng đặt mẫu bên em làm sẵn, ví dụ như cái mẫu này là mẫu 60 bên em làm rất là nhiều, thì anh chị mình nếu trường hợp anh chị mình không lấy, em gửi tới nhà anh chị không lấy, thì em chỉ tốn phí thôi. Thì chuyến đi thường thường khoảng 70.000 thì bên em phải tốn phí thôi, thì không sao. Cái đó là lâu lâu mình mới gặp một người không tốt, tức là khỏi cần phải chuyển cọc, anh chị mình nhận hàng trả tiền ha. Em quay em gửi video như gì anh chị mình thấy sắc dày này kia thì anh chị nhận hàng, cái đó là có quyền từ chối thôi, không có sao. Anh chị không ưng ý thì có quyền từ chối, bên em chỉ mất phí. Nhưng mà thường anh chị mình thấy hàng của bên em làm như thế này đây, không thể nào mà làm một mét như thế này và giao thứ khác được. Trường hợp là người ta quay một cái video á, người ta quay có cái dao à, rồi người ta không có cái video kho, thì anh chị mình có thể là nghi nghi là à, không biết là dao có đúng như như thế này không. Còn bên em là quay ngay cái kho cho anh chị mình xem, đây cái kho dao của bên em đây, là hai cái kệ hai bên ha, dụng cụ quay chậu, và có những khu đựng lục giác bát giác và chậu nữa, thì anh chị mình lưu ý xem. Thì bên ai có cái niềm tin thì anh chị mình dùng thôi. Đó, đây là trước cửa bên em, và con số chậu này thì em không có ship đi xa được nha anh chị mình. Lưu ý ha, những cái chậu tới bằng cất chân quay ra thì đi xa gì nó cũng không có. Này bên đây là bán cái chậu 15 á, thì giá 20.000, còn chậu 17 thì giá là 22.000, còn chậu 20 là giá 25.000. Đây là mẫu tới bằng cất chân để anh chị mình vô bonsai á, cái đó là chưa tính phí. Thì anh chị mình mua cây giống hay này kia, mà nếu mà trong thùng hàng mình có cái chỗ trống thì em có thể em xen xen vô anh chị mình, hoặc là mình mua đi bán lại. Thì số mẫu tới bằng cất chân khoảng dao động khoảng 15 tới 20 thì bên em cũng đang có sẵn. Thì cái này anh chị mình đặt sớm thì tốt. Đây là mẫu tới bằng cất chân ha, là sơn luôn nha. Em bán như thế này đây, là cái này là 15 thì em sơn luôn, là giá là 20.000. Anh chị mình về mua cây cũng được, vô cây nuôi cũng được.
mỗi cái gì mình tính ra làm ra lời có không tới 5.000 nha anh chị mình, khoảng 3.000 mà vận chuyển tới lui rất là cực, cho nên là mình chủ yếu bán tại nhà. Còn anh chị mình ở xa thì nên mua ở dụng cụ quay chậu thôi, thì anh chị mình về tự sản xuất quay. Còn bên em thì những cái mẫu này hạn chế gửi qua đường bưu điện, nhiều khi cái chậu có mấy chục ngàn gửi đi tới chỗ nhiều khi lỡ nó bể, biết rằng nó chất lượng lỡ nó bể rồi nó phiền tội nghiệp giữa người bán người mua. Cho nên là anh chị mình nếu mà mua dụng cụ quay chậu thì em rất là dễ bán, còn mua chậu thì có thể tại nhà mua ha. Địa chỉ của em là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cách cầu Hòa Nghĩa 2 km, cách huyện Chợ Lách khoảng từ 3 tới 4 km, cách phà Tân Phú khoảng 2 cây số. Số điện thoại của em là 0987 557 550. Có cái bảng ha, trước cửa nhà có cái bảng. Đây em quay cái bảng cho anh chị mình xem. Đó, cái bảng như vậy đó.